là hút nhiều đất bồ lên để em lấy chồng khác luôn đấy. Hỏi giá xong rồi cái đi mới mua mua chỗ khác. Chỗ khác. Ừ. Đến rồi lúc đó cái máy bao hư. Dạ, mấy chục chặt gì đó xong rồi cái nhắn qua cái mới nói là máy hư. Không, máy này anh không có bán cho em nha. Cái quá. Bên anh không bán dòng máy này. Xong cái bắt đầu mới nhớ ra mới mua bị lộn. Cái bị hố. Dạ bị hố. Em cần gì mà mua mắt tại vì bây giờ em cưới luôn cái ông sửa máy luôn. Khuyến mãi nguyên ông chồng luôn. Cái lúc đi vệ sinh đó thì mới phát hiện là cái máy của em nó hở, nó là cột cái dây cầm cái này kéo lại. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Anh tên là Hoàng Sang, năm nay 42 tuổi. Công việc của Sang là gì và ở đâu? Em đang kinh doanh riêng, mở công ty riêng. Hiện em đang ở tỉnh Vũng Tàu. Mời vợ. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thị Bích Sương, 25 tuổi. Hiện tại là em đang làm phun thuê thẩm mỹ. 25 tuổi. Dạ. Và ông xã thì 42 tuổi. Dạ. Con giáp rưỡi. Như vậy là lần đầu tiên gặp nhau chắc kêu ảnh bằng chú đúng không? Dạ không ạ, kêu bằng anh bình thường. Kêu bằng anh bình thường luôn. Gặp nhau trong trường hợp nào? Em mua máy tinh dầu ở chỗ khác xong em bán vốn. Tức là em kinh doanh về máy tinh dầu đúng xong không? Thơm dạ. Gì? Dạ. Trời. Bây giờ còn không? Dạ đang kinh doanh anh thôi. Chị đang cần luôn đó. Công ty riêng của em là đang kinh doanh về máy khuếch tán tinh dầu đó. Cho nhà hàng, khách sạn, karaoke. Dạ, tất cả dạ. Những không gian mà cần về cái mùi hương thì em sẽ set up vào trong cái cơ sở đó. Có nghĩa là lúc đó là chat chip. Có nghĩa là em tìm kiếm khách hàng thì vô tình thì cô nương này mới đi chơi rồi mới thấy cái máy của em ở trong một cái cơ sở của một cái quán. Em ghi trên cái tem đó là số hotline, là số đó em giữ. Thì cô ấy mới kết bạn. Sau đó rồi hỏi về máy, hỏi giá xong rồi cái đi mới mua chỗ khác. Ừ. Đến rồi khi... lúc đó cái máy bao hư. Dạ, máy chục chặt gì đó xong rồi cái nhắn qua cái mới nói là máy hư. Hai bên thì nói chuyện với nhau xong em mới nói là cái máy nào. Mới gửi cái máy đó lên nói không, máy này anh không có bán cho em nha. Cái quá. Bên anh không bán dòng máy này. Xong cái bắt đầu mới nhớ ra mới mua bị lộn. Cái bị hố. Dạ đúng bị không? Hố. Rồi có xin lỗi sang không? Dạ cũng không đâu. Trời đất ơi. Nói chung là không hề thấy là xin lỗi hay là nói gì hết rồi em cũng chủ động để em nói chuyện. Thấy à và ta. Dạ chưa. Dạ sau đó cái em mới về em mới kiểm tra trên avatar rồi bên Zalo á. Rồi thấy cái mặt còn sao? Dạ xong thấy cũng dễ thương. Coi như mắng lộn người mà lời ông chồng á. Lời nguyên ông chồng luôn. Chồng em kêu là mua máy rẻ một tí xong rồi hư rồi không ai bảo dưỡng. Còn mua chỗ anh thì mắc hơn chút xíu nhưng mà anh bảo hành cho. Xong em mới nói khuyến là mãi luôn. Em cần gì mà mua mắt làm gì bây giờ em cưới luôn cái ông sửa máy luôn. Khuyến mãi nguyên ông chồng luôn. Trời đất ơi, ai lời với em. Rồi em thấy dễ thương rồi sao? Rồi em lên kế hoạch rồi. Sao em mới kể nghe? Rồi là... em mới nhắn lại vậy thôi để mới đầu để anh đổi cho em cái máy đó. Sao đổi những máy mình mất tiền hay sao lại đổi? Cái em không chịu. Dạ, thôi để anh cho em cái máy để em anh gắn cho. Em không có tham lam kêu thôi. Vậy thôi chắc em có rồi chứ không khỏi không có lấy nữa. Nhưng mà lúc đó là thấy mặt nhau trên avatar dạ, chưa? Chỉ nó nhắn tin thôi. Xong em mới qua em kể cho cô giáo dạy phun xăm em nói chị ơi, có cái anh này anh kêu tôi cho em. Ý chị đang cần nè, hỏi cho chị đi. Ôi để mà ảnh cho chị. Em cũng ngây thơ lắm, em nghĩ là chắc cho thiệt. Em nói anh ơi, anh cho cô giáo em đi, cô giáo em cũng thích cái này lắm nè. Cô giáo cũng lưu số với mấy em vậy nè. Sao kêu là để qua tuần sau á có gì anh sắp xếp anh qua anh gắn cho nha. Những cái gì mà liên quan tới em á anh muốn tự tay làm. Đến giờ em vẫn chưa thấy cái máy với cái tinh dầu đâu luôn. Trời đất ơi. Dẻo tay dẻo mỏ quá trời quá đất luôn hả? Trời đất ơi. Ủa, vậy mà sao ông lấy được vợ hay vậy ta? Mà con bé này nó cũng ngộ nữa. Nghĩa là hứa mà không thực hiện mà nó cũng lấy nữa. Cũng tại vì khi nào mới gặp nhau ngoài đời. Em chưa quen á thì chắc em qua em lắp rồi. Nhưng mà hên quá cái khoảng tầm một tuần sau thì em chưa kịp qua lắp thì em có hẹn em hẹn là đi chơi chủ nhật đi chơi cũng mấy mà ngày hẹn đó. Mà hẹn là hẹn như thế nào, hẹn qua lắp máy hay là hẹn dạ, đi em, cà phê? Em hẹn đi chơi đúng cà phê. Cái nội dung em hẹn người ta là em dụ người ta cách nào chị biết không? Tại vì em đã có hứa em cho rồi. Đó, cho nên em được hẹn. Dạ. Thì bởi vậy hẹn dạ, là mà... anh tư vấn cho em những cái máy mà khuếch trương mùi nó ra làm sao đồ ABCD. Mà con bé này nó muốn có một quà tặng bà cô nó đúng không? Rồi sao cái lần đầu tiên gặp nhau. Nghĩ là lần đầu tiên gặp thì em mặc một cái đầm màu đen, cột hai dây ở đây. Em nhìn thì nó không phải hở lắm nhưng mà chồng em thì thấy hở lắm. Thế là chồng em không để ý. Xong em mới gọi là anh có mang nón bảo hiểm cho em không? Em mới tưởng là đi xe máy, cái anh có mắt rồi. Cái em đi ra đằng quá là sức ai hết. Xong nhìn hồi cái là thấy mặt cũng một đồ đen luôn. Tại vì có hẹn trước là mặc đồ đen. Xong rồi mới đi qua Vũng Tàu ăn ốc tự nhiên. Mà lần đầu tiên đi xe máy. Lần đầu tiên em gặp cái con người này em thấy sao? Cũng điềm tĩnh cũng yên ắng. Tại vì em nói như cái máy vậy nên im lắng là được. Mình cảm thấy sự tin tưởng không? Mà dám đi tới Vũng Tàu. Vũng Tàu cũng là nhà em mà em đâu có đi xa đâu. Em sợ. Rồi còn Sang thì sao? Cảm nhận của em như thế nào vậy cô này? Nói chung là thấy thì rất là thật thà nhưng mà cũng nói khá nhiều, nói chung là nói nhiều lắm. Nói chung là có cái tính là nói chuyện rất là vui và chân thật, trẻ trung nó dễ thương, cảm mến luôn. Nhưng mà lúc đó em có ràng buộc gì chưa? Dạ chưa chị. Là không yêu luôn. Tâm luôn hả? Dạ chưa. Cách đây bao lâu rồi? Dạ mới quen cưới luôn là 5 tháng ạ. Trời ơi, mới cưới luôn hả? 4 tháng dạ, cũng lâu quá. Tại cưới nè. Cái lần đó là đi Vũng Tàu mà đi uống cà phê hay đi ăn? Anh
đi ăn ở tự nhiên xong thế là gấp lột đồ cho em ăn như là con vậy. Em cảm thấy có một người cha mới em rất là thích. Xong cái lúc đi vệ sinh đó thì mới phát hiện là cái váy của em nó hở, nó là cột cái dây cầm cái này kéo lại em kêu quá. Sao em nghĩ trong đầu sao này dê dữ vậy. Em tưởng là anh dê nhưng mà thực ra là anh có dê thiệt không? Có, chị đi ăn xong đi uống cà phê là có dê. Dê mà dê sao? Cũng dê tinh tế lắm. Lần đầu tiên mà nghe cái câu dê tinh tế gì à? Đó. Bây giờ mà nói ra thì nó không có dê, anh chỉ là ôm em dịnh thôi, nhưng mà dịnh cái gì mà lên nuốt tuốt trên đây. Xong em kẹp lại. Lần đó là đi chơi tới tối rồi về hay sao? Dạ, thì tới tối thôi anh ơi. Đang trở về nhà thì gọi mới hỏi em một câu vậy nè. Em ơi, hôm nay tối nay em ở lại với anh được không? Quái lạ sao mới đi lần đầu hả? Mới lần đầu mà làm đi rủ đi bậy bạ rồi. Em kêu không đi đâu. Sao mới nó đi lần đầu mà đề nghị một cách lộ liễu đến vậy? Như lúc đó em cố tình thì em cũng muốn thử thôi. Dạ, giống như là thử coi cho và hỏi coi đi không. Nhưng mà nếu mà đi là em đi liền luôn á. Nhưng mà hên quá không đi. Dạ. Hôm đó nếu mà chịu đi là em cũng đi khách sạn luôn đó. Đúng không? Cũng thử thôi chị. Thử hoài. Nhưng mà về khi mà thấy cô ấy phản ứng là không đi. Dạ. Thì về có suy nghĩ gì về cô ấy? Suy nghĩ. Dạ. Sau đó bắt đầu là quen rồi được nói chuyện. Đó. Thì bắt đầu là cứ nói chuyện và hẹn tiếp. Bao lâu thì rủ thì cô ấy mới chịu đi? Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng rủ. Em đi làm xong chở em đi làm xong về chở em về mà. Không, nhưng mà lần nào cách cái lần mà lần đầu tiên mà rủ cổ đi khách sạn mà cổ đi đó. Dạ. Thì bao lâu rủ thì cổ mới đi. À, dạ. Ba ngày là em được em test hàng rồi. Em coi hàng hóa sao em mới. Được rồi nhưng mà cũng phải thử chứ. Dạ chưa thử, ấy là thử chắc là 10 ngày sau ạ. Em kể chi tiết coi. Anh đi nhậu đi làm ăn gì đó từ trưa cho tới tối luôn, sao em đi làm về chở em về, về chở em đi chơi. Cái mà nói coi giờ anh mệt quá rồi, anh không thể nào anh chở em về được nữa. Cái đậu xe ngay giữa bãi sau. Anh kêu thôi về đi giờ ngủ đi tạm đi, sáng là chở em về. Em ngủ được có 1 tiếng 2 tiếng em dậy rồi 4 giờ rồi, em kêu 4 giờ. Bỏ đồng hồ lên. Anh chở em về đi, chở em về để mua hàng xóm tao thấy người ta nói. Đúng rồi, có trở về. Xong trở về thôi nha. 4 giờ xong không ngủ tiếp tới khều khều nó anh biết rồi, anh biết rồi. Tới 4 rưỡi em khều tiếp. Kêu rồi anh biết rồi. Tới 5 giờ luôn em khều về 3-4 lần á, xong thấy tình hình này không được rồi, em kêu lại. Thôi bây giờ vậy đi, em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha. Em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha. Ổng nghe thằng ổng bắn nhà vệ sinh. Ông đi ói. Đậu xịn ông ói. Chứ mà nghe đề nghị xong đi ói. Xong hốt anh xong rồi cái đi chở em đi về. Lớp đó 7 giờ mấy sao á. Ủa cũng cái này cũng trễ nữa hả? À là lúc đó mấy giờ? Cũng sáng rồi mới đưa về. Lúc đó cũng đã lâu rồi. Được cái là ngày nào thì cũng gặp nhau hết. Tối nào em cũng qua em đón đi chơi. Rồi đi chơi xong rồi về. Quấn quýt với nhau cũng một thời gian. Sau đó thì em mới đề nghị. Dạ, nó vậy thôi. Thật ra như thế này mình biết là Sang cũng có một chút ngại. Đừng có ngại. Cái chương trình này nó là vậy. Nó không có gì ngại cả mà mình thấy nó rất là thật. Nó dễ thương. Bạn này rất là thật. Vợ của Sang rất là thật. Với cái thứ hai nữa, ủa các bạn quen nhau 10 ngày mà. Trời, có những cặp vợ chồng hả? Sáng quen là tối luôn rồi đó. Đúng rồi, nhiều lắm. Sau cái buổi sáng định mệnh đó, ảnh có muốn đặt một cái vấn đề nghiêm túc với em hay không? Dạ có. 2 tuần sau là ảnh qua nhà em, xong sau đó 1 tuần là em qua nhà ảnh. Là bắt đầu... Hai bên gia đình sao? Cái chủ định mà là cái này là mẹ bắt cưới vợ, có nghĩa là tại ông già rồi. Dạ, mẹ nói là giờ lớn tuổi rồi, cố gắng lấy vợ. Mẹ còn khỏe rồi, mẹ còn phụ do ha. Còn mà em là mấy anh chị em? Dạ cũng 8 anh chị em. 8 anh. Sang thứ mấy? Dạ Sang là Út. Út. Trời ơi. Vậy là bây giờ mẹ yên tâm rồi. Mấy anh chị kia chắc là có gia đình hết rồi. Dạ. Giờ chỉ còn bé Sang thôi. Bé Sang là bé Út cuối cùng. Thì thật sự ra là cũng cả nhà rất là vui. Dạ. Lúc mà lấy thì nghe tin là lấy vợ thì từ xưa đến giờ Sang cũng lười lấy. Dạ. Thì sau khi mà nhưng mà khi mà nói với mẹ là cưới vợ á. Có cho mẹ coi hình không? Dạ có, đúng rồi. Có chụp hình, có gửi cho mấy anh chị, có mẹ rồi về xem. Mẹ ưng không? Mẹ dạ, cũng phải lắm. Dạ. Mẹ phải phái liền luôn. Ha. Rồi còn gia đình của Sương thì sao? Ba mẹ em có tiêu chí là con cái ưng đâu cả đó, nhưng mà khổ không được có thừa. Trước ngày đám cưới bên nhà gái một ngày, ba mẹ em mới lên nhà chồng em để mới biết nhà chồng em. Đi làm đám cưới kết hôn, mẹ em hỏi là nên cái kết hôn nhà vậy? Bên nhà Sương thì có mẹ một cái hay đó. Có anh đại diện qua 2 lần, nhưng mà bên nhà thì nó rất là bình thường, nói chung là cũng không có đón một cái nồng nhiệt, có nghĩa là cũng gặp nhau rồi mọi cái vấn đề mà về cưới xin là hầu như là giống như là thoáng luôn, có là làm cho nó đơn giản nhất. Sương cũng là Úc, còn nhà Sang thì nó khác chút xíu, cũng mong muốn là nó phải ok, nói chung là làm gì đó hoành tráng lên. Thằng Út mà. Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi, đám cưới chắc lời dữ lắm ha. Tại mấy anh chị đi ta nói là tại vì Út mà chị. Út mà. Trời ơi, anh chị cho dữ lắm. Mấy người anh chị chứ bộ đâu có đơn giản. Còn bên này cũng được cho luôn. Nhà em cũng 8 người, em cũng Út luôn à. Thôi đất ơi, gia đình cộng. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần kia đi. Cái phần kia đi, học cưới nhau 5 tháng rồi. Anh Sang á, anh có những cái tật gì mà Sương chưa đồng ý? Dạ có cái là buổi sáng bây giờ vệ sinh 1 tiếng, tối 1 tiếng, trước khi ngủ 1 tiếng, nói chung cả ngày vô nhà vệ sinh là mấy tiếng đồng hồ. Một ngày ảnh dành 3 tiếng đồng hồ cho cái nhà vệ sinh.
Vậy là hao nước dữ lắm nè. Vào đó là thích mùi thuốc lá. Vô đó là hút thuốc lá suốt ngày thuốc lá. Rồi. Đúng rồi, ông hút thuốc lá. Xong tới lượt em đi vệ sinh là em muốn xỉu nó luôn. Rồi. Con ghen không? Tại vì vợ quá trẻ. Dạ cũng không. Chồng có cho mặc đồ hở hang đồ? À, dạ chồng em không cho mặc đồ hở hang. Vì ngay từ đầu mới quen nhau là đã chê cái đầm là bị hở rồi đúng không? Dạ, cứ kêu hỏi em là có bán cái đầm này bao nhiêu tiền anh mua hết rồi. Em mong muốn anh sang thay đổi điều gì? Nếu mà giờ kêu mong muốn chồng em bỏ thuốc đi thì chắc khó lắm. Giờ nếu mà vậy thì một là bỏ luôn, hai là hút nhiều đắp bộ lên để em lấy chồng khác luôn. Tại kêu bỏ thuốc thì không bỏ. Bỏ thuốc hơi bị khó đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà em chuẩn bị muốn có con bắt buộc em phải bỏ đó. Đúng rồi, sang. Mình khuyên thật lòng là nên bớt. Bớt đi. Khi mà bớt quen rồi bỏ luôn. Bây giờ tới sang đó. Vợ có những cái tật xấu nào? Nói chung là chỉ có một cái thôi là nói nhiều lắm. Dạ. Đó, thứ nhất là thứ hai nữa là có một cái tật là cứ đi chơi á thì cứ hay mang cái đồ mà nó cứ hở hở. Dạ. Em thì nói chung là em cảm thấy nó rất là khó chịu. Dạ. Khó chịu, đặc biệt là hồi xưa lúc mới quen á thì chắc cũng thương đó chứ thật sự nó khó chịu lắm. Em thì lớn tuổi rồi, vợ thì trẻ hơn. Mà đi chơi thì tối ngày cứ mang ba cái đồ mà giống như baby, cái của mà cái tuổi mà 18, 19 rồi cái áo, cái quần thì cứ hồng hồng, xong áo nó cứ ngắn ngắn, hở hở. Đầm thì lúc nào cũng sẻ sẻ vậy. Có nhiều lần là nói luôn là thiệt sự là em cảm thấy em thấy vậy là thật sự là cũng ngại luôn. Ngại đi chung luôn đó đúng không? Đúng rồi, cứ nhắc hoài nhưng mà cũng có thay đổi, xong rồi cứ xong rồi lại cũng đâu lại làm như vậy. Đến giờ cả tủ đồ toàn là đồ hở không? Đồ mà đồ kiểu mà quá tin đó đúng không? Dẫn vợ đi siêu thị, dẫn vợ đi trung tâm mà nhiều người tưởng là dẫn cháu đi đúng không? Cháu xương phải lưu ý cái đó nha, cháu xương. Thế mong muốn vợ thay đổi đi gì? Thì cái tủ đồ thôi, nói chung là ra đường thì sao cho nó phù hợp đi với chồng. Tại vì có gia đình rồi đúng không? Gia đình rồi. Thôi chứ không phải là tin nữa. Rồi bây giờ Thuận hỏi Sang nè, là Sang có bao giờ tặng đồ, tặng những cái trang phục mà Sang thích, thích vợ mặc? Sang không có tặng, nhưng mà Sang sẵn sàng, Sang góp ý là Sang tặng để Sang mua, để lựa. Tại vì thực sự ra đồ thì khó lắm, khó để mà tặng lắm. Tại vì mình muốn cái đồ đó, ví dụ mình góp ý, cái đồ đó đẹp đẹp lắm, sẽ sẵn sàng chắc đi mua khổ một cái, cũng không có cái đồ nào phù hợp hết á. Cặp mắt của vợ thì lúc nào cũng thích một cái kiểu khác. Mình góp ý, mình thấy cái đồ đó là nó đẹp nhưng mà không chịu. Sương á, sau khi lấy chồng rồi á, có đi chơi với bạn bè không? Lâu lâu cũng có chứ mà không thường xuyên như trước đó chị. Thì bây giờ đơn giản, bây giờ đồ của Sương á, những cái đồ mà Sương mua á, thì á, là Sương để khi nào đi chơi với bạn á, Sương hãy mặc. Còn á, bây giờ á, Sương sơ cua khoảng chừng 10 bộ để mà đi với chồng. Ở nhà có em với chồng thôi cho nên em mặc đồ gì em mặc á. Ít ra được. Giờ cũng ít đi chơi rồi. Để cho anh tự tin hơn khi mà anh đi chung với mình á. Hồi nãy giờ ý kiến của chị Vân anh thấy là rất là hay đó. Tức là em nên có một cái tủ đồ với những cái bộ đồ, những cái trang phục mà mỗi lần mà mình sánh tay với ông xã mình. Em cũng có một đồ đó mà. Tại anh không kể. Ý là bây giờ cứ khi nào đi với ổng á, kể cả tiệc tùng hay là ngoài đường á, cái vai đẹp á thì mình cứ mặc cái đầm dài nhưng mà đứng đắn chút xíu, nhưng mà mình hở cái vai thôi. Dạ. Ok không? Quá ok. Nhưng mà rồi chừng nào muốn có em bé nè? Dạ giờ đang trông mà. Ông muốn chúc đi. Anh chúc cho vợ chồng của Sang với Sương nha. Trong năm nay sẽ bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Rồi qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần, một con rồng nhỏ xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Cảm ơn chị. Rồi có tin vui. Nhớ gửi tin nhắn báo cho chương trình biết để mà anh với chị Vân sẽ chúc phúc cho hai vợ chồng. Đúng rồi, chúc phúc với lại nghe cái việc đó với mọi người ha. Cảm ơn hai bạn. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi, em bị đơ hoàn toàn luôn. Thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Hay nói xấu chồng mà nói xấu không đúng chính xác. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, dạ. Em chào hai anh chị ạ. Em mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thuận. Em tên là em xin chào tất cả các vị khán giả ở đây và các quý vị xem đài. Em tên là Duy Khánh, hiện nay em 23 tuổi và em đang hiện đang kinh doanh. Dạ. Duy Khánh. Wow, 23 tuổi thôi hả? Ôi sao nhìn chững chạc vậy trời. Nghe nè, em có hoạt động trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật được không? Dạ hiện tại thì chưa. Nhưng nói chung là em đang làm trợ lý cho ca sĩ. Trợ lý cho ca sĩ? Dạ. Ca sĩ nào vậy? Dạ. Thì lát tí nữa em sẽ giới thiệu sau. Còn dạ, em? Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Huỳnh Tú, em 28 tuổi, hiện em đang là ca sĩ tự do. Do thì tôi biết là trợ lý cho ca sĩ nào rồi, đúng không? Rồi, bây giờ hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì hai năm trước thì em đang đi chơi đám anh em của em. Em đi vô một cái quán acoustic, lúc đó Tú lên hát. Đó mình chưa biết Tú là ai cả. Thế Tú lên hát, Tú hát cái bài Zombie. Mê liền luôn.
Cái ông anh nó không nói em. Ê, Philippines, Philippines, đâu đây chị Danh? Nhỏ Philippines. Ui ghê vậy, ghê vậy. Hay quá, hay quá. Kiểu như một cô nàng có ngoại, một ngoại hình rất là cá tính, tóc ngắn như này, mắt đăm chiêu nhìn xung quanh cười mỉm, đó. Chết người. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bài hát Zombie á, dạ, cái bài đó nó như thế nào mà khiến mà em mê mẩn như vậy? Dạ, đó, à, nhất là đó bây là bài giờ chắc có lẽ chắc mời Tú hát thử một câu hai câu được. Ra cái bài đó nó không có kiểu nó tình cảm nó gì, nó là một bài hát rock á anh. Đó là bài rock. Hát đâu em cũng không biết tại sao mà kiểu nghe xong mà cái lại như vậy, thay vì giống như người ta hát một cái bài đó nhẹ nhàng mình ấn tượng, nhưng mà không, ông này rất là ngược đời. Bây giờ hát lại câu cho Zombie. Dạ, hả? Được không ạ? Cái gì? What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Đó, nhanh rồi nè. Là hiểu vì sao vậy? Cái ví dụ mà nghe. Nhưng mà thật ra là như vậy nè, em đã gặp bạn này trước khi bạn này gặp em ở trong cái chỗ mà em làm. Oh, vậy à? Em có thói quen là em rất thích đi uống rượu. Thì là vô tình hôm đó là lần đầu tiên em tới cái quán đó là em gặp bạn này. Thì tính em từ trước đến giờ là em luôn để ý những cái người mà ít nói. Thì sau thì em cũng thấy ấn tượng, thì em mới hỏi bạn của em nói chợ các bạn kia nhìn hay quá, sao kiểu anh có quen không? Thì sau đó bạn em mới nói một câu đó, nói, em mày ơi nhìn nó vậy thì nó gai. Em cũng bất ngờ, nói trời sao giờ nhìn đâu cũng thấy vậy, nhìn đàn ông quá, nhìn đàn ông quá sao vậy, uổng quá ta. Thì xong rồi thôi, thì sau đó là vô tình thì em cũng không biết là bạn này đã từng coi em diễn ở bên cái quán đó luôn. Ở sau đó thì chắc chắn là Khánh là người chủ động là thường xuyên rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi. Thật ra không, lần đầu tiên là em chủ động. Có nghĩa là em chủ động ở, có nghĩa là em không có cái vấn đề về cái việc tình cảm với bạn này. Mà là có nghĩa là em thấy bạn này nói chuyện rất hợp. Và thật sự là khi mà nói chuyện vài lần rồi em vẫn nghĩ bạn này thuộc giới tính thứ ba, chứ vẫn không phải là đàn ông. Thì em mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối, và cái em ở trong đồng nó chờ sao thằng này nó chảnh. Sau cái sau đó thì mới thừa nhận với em đó là thật ra không phải là Khánh từ chối, mà là Khánh mới lăng kim. Khánh mới lăng kim nên rất ngại là được. Bạn này bạn rất là điệu, có nghĩa là lúc nào cũng sợ mình xấu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn xưng hô bằng chị đúng không? Lúc mà ngày đầu tiên nhắn tin với nhau á, thì Tú nói là thôi đừng xưng chị em vậy. Vậy em nghĩ cũng xem tuổi thôi, xưng tên được rồi. Xem lắm. Nhưng mà có hỏi tuổi không? Lúc đó em chưa, mà thật ra nhìn bạn này em không nhỏ hơn em có 5 tuổi đâu. Nhưng mà thật sự là em có thích người nhỏ tuổi hơn mình không? Thật ra là sau khi em chia tay cái người bạn trai cũ là em có một cái lời thề là em không bao giờ em quen người nhỏ tuổi nữa. Thì chia tay được 2 năm sau em gặp bạn này, thì lúc đó em nghĩ là chắc xem tuổi, tại vì nhìn cái ngoại hình bạn này lúc đó là rất là cao, tên này kia mặc đồ cũng chững chà. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi em bị đơ hoàn toàn luôn. Rồi kiểu như mình cũng nghĩ nó chết rồi, giờ cái số ta kiểu giống như kiểu ai chị em ở nhà ông chọc nó thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Có kệ nó vớt được. Dạ đúng rồi. Đó, cái số của em. Dạ. Rồi bây giờ nè, lúc nào thì hai bạn mới dính với nhau? Thì cũng ngồi ăn xong uống rượu chơi chơi game vậy đó. Thì hôm đó chắc là gần sáng thì mới về, bạn này đưa em về. Thì mỗi đứa đi một chiếc xe. Thì về tới nhà xong rồi thực ra bạn này là một người là không có khả năng nhớ đường đi. Cái mới hỏi em là từ nhà em đi về nhà bạn đó đi bằng đường nào, rồi kia em đứng em chỉ. Cái bà chỉ mà mắt bà đờ đờ nè. Anh đi đường này nè, xong rồi anh về trái xong đi thẳng hoài luôn, xong rồi anh về phải. Là anh thấy đường anh biết anh về rồi. Ủa nói vậy ta, vườn đường mình phải là tới rồi mà ta. Sao anh sẽ đi vẽ tùm lum vậy? Bê quá. Tại sao em chỉ xong lát cái như mẹ em xuống mở cửa hay sao, nghe cái tiếng mở cửa cái bạn này mà mới kéo tay em lại hôn em một cái. Hôn cái chốc lúc đó em cũng đơ luôn rồi, xong em cũng rồi lúc mà mẹ mở cửa em đi lên nhà, giống như là kiểu cái lúc đó là cái lúc mà quyết định là quen nhau luôn á. Đó là em làm liều chứ. Lúc đó là đã biết tuổi bạn này chưa? Biết lúc đó là hôm đó là đã biết rồi. Và bạn này làm một cái hành động đó là quá là em mẹ. Bất ngờ luôn, cái mẹ chốc vậy. Đứng hình chứ? Dạ đứng hình, lúc đó kiểu như em cũng đang bê mà hôn cái xong em tỉnh luôn mà. Rồi sau đó có dẫn về nhà giới thiệu với phụ huynh không? Dạ có chứ, nhưng cũng nhanh lắm đúng không? Khoảng mấy tuần thôi, dạ. Dắt về nhà. Nhưng mà mẹ em chắc sẽ thích cô này, bởi vì tính hoạt bát rồi nói. Thật ra em nghĩ là lúc đầu là chưa đâu. Ban đầu thì chưa. Tại vì em thì kiểu như bạn gia đình bạn này thì dạng như là kiểu em gọi là làm sao nhỉ? Dạ thì cũng dạng kêu trong quân đội á. Trên người em rất là nhiều hình xăm. Rồi mẹ em có thấy hình xăm của vợ em không? Và mẹ em có thích điều đó không? Thì ban đầu không thích, xấu xăm nhiều quá vậy. Mày thích thì ta xăm. Con xăm nha, ký đầu mày giờ. Vậy á, em rất thích xăm. Nhưng mà mẹ không cho. Thì đâu lúc em cưới bà này về rồi em mới dám xăm. Em mới xăm. Dạ, mà em mới dám xăm. Là đi xăm về xong là em bị la. Bạn này không bị la nhưng mà em bị, có gì em chịu hết. Cái ấn tượng mà khi mà người lớn nhìn vô em hồi thời điểm lúc trước á, thì em nghĩ là chắc là cái về phần tốt thì không mấy nhiều. Kiểu em thì em trước giờ để tóc ngắn thôi, có một khoảng thời gian em còn để tóc còn hơn, em còn cạo cả hai bên cơ. Rồi em hình xăm này khi đâm ra người ta nhìn em họ nghĩ em thích con gái chứ không phải là con trai. Đâm ra thì khi mà đến cái việc mà em lấy chồng cũng rất là nhiều người bất ngờ. Giống như có những người bạn thân em, có những bạn cái xong khi mà em đưa thiệp cưới họ cũng nói là trời cái này em lấy chồng thiệt hả, nói cái này là anh cho anh xin lỗi tại trước giờ anh cứ tưởng em thích con gái chứ anh em không thích con trai. Thích con gái. Dạ.
khi mà em về nhà rồi thì em mới bắt đầu em cho mẹ em biết, như là em muốn chứng minh cho người lớn biết, là có nghĩa là không phải xăm mình là sẽ có cái suy nghĩ người ta sẽ như vậy. Thì sau thì em nghĩ là bây giờ thiệt ra là đến bây giờ mối quan hệ của em và cả gia đình bên chồng rất tốt, không quá có tốt. Vấn đề gì xảy thôi ra như cả. Vậy thì quá tốt rồi. Dạ. Trước khi tới hôn nhân hai bạn có tới đâu chưa? Có nghĩa là tới đâu là tới đâu ăn cơm kẽm đó. Tụi em thực ra là chị em có em bé rồi mới cưới, hai đứa mới cưới nhau. À dạ, nhưng mà em rất là sợ người ta có cái suy nghĩ là mình có em bé để người ta đưa em đưa bạn này vô cái việc cưới ép cưới. Thì cái lúc em cũng có nói thẳng với bạn này, em nói là em không có cần cưới. Các em bé thì sinh có nghĩa là tự lực, cũng như là kiểu là kinh tế về em vẫn có thể em tự nuôi con. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới, tại vì sao? Em là phụ nữ, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn, làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tụi em là ở chung với bên gia đình chồng. Dạ, ở bên nhà em. Bên nhà của Tú à. Tại vì mẹ Tú có một mình à. Dạ, với một phần đó là em đi làm ở bên nhà em thì nó sẽ gần, nó tiện hơn là bên nhà của Khánh. Cưới được bao lâu rồi cơ? Dạ đến giờ là cưới hơn một năm, cưới một năm mấy rồi. Một năm mấy. Thôi bây giờ vô luôn cái phần gọi là tật xấu đi, vạch mặt đi. Ra mọi người nhìn vô á, lúc nào thì nghĩ là chắc là em kiểu em hay ăn hiếp bạn này, nhưng mà không có. Còn thật ra đâu, em mới là người chịu chậm nhiều nhất. Có nghi Khánh em ăn hiếp mà... Không có đâu. Tại vì thật ra em từng tuyên bố mà em nói bạn là thật ra tại vì tụi em giỡn, tụi em hay xưng mày tao với nhau. Em nói tao nói thiệt mày nghe, tao mà bây giờ tao làm có tiền tao thành đại gia. Nguyên cái nhà này nè, bên nhà mày, bên nhà tao lắp hết camera toàn bộ để tao, để sao tao quay lại cho mọi người biết hết cái bộ mặt thật của mày. Bây giờ mày ở riêng với tao mày như thế nào với tao. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hai tóc váy á. Có nghĩa là em đang đứng xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em qua em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao cái quay là có nghĩa là một cái con người khác. Lật ngược thế cơ. Em sao vậy? Trời mẹ anh Ti dạo này em ở nhà Tinh Ti. Trời ơi, Ti dạ nó sao, nó hay chửi con ăn hiếp không mà con buồn đó mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin, có nghĩa là lúc nào mẹ em cũng nói ở con nó đi rồi kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó cái xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi có lấy cái tay hả, khiều móc em quẹt đủ thứ trò để kiếm chuyện với em vậy đó. Thật ra em chỉ có thể với lại Tú thôi, chứ em nghĩ những người nói chuyện với người khác thì em không được như vậy. Lúc mà em ở với Tú á là 100% con người thật của em. Em được sống thật với mình. Dạ đúng rồi. Cũng như đi ra đường không nói năng đi làm, dù 8 tiếng hồ kiểu như ít nói chuyện về nhà gặp em là xả. Giống như là xả con thú, mỗi lần người chồng em nói anh thả con thú giữ trong người anh ra hay vậy đó. Nói ừ cái đòi cái em bữa còn đòi với em là đi xăm. Hỏi xăm cái gì? Giống như là xăm cái lồng á, tại vì trong người anh có con thú giữ nên xăm cái lồng đó mày khỏi xăm. Rồi đợi chút tao đi ra tao mua cái bút lông á, tao vẽ một cái lồng lên mặt mày đó, tao vẽ từ cái lồng vẽ xuống hết là được rồi, con thú giữ ở trong đó luôn, khỏi xăm để làm gì hết. Đó. Mà chị hỏi nè, em xăm gì lên người em vậy? Em xăm nhiều lắm. Xăm nhiều lắm. Có một cái lỡ là em xăm một cái môi của bạn trai cũ em lên người em. Người ta đây cũng là cái bạn này hay chửi em tới giờ. Có nghe chửi không phải chửi mà hay kiểu là cái môi trên cổ của em. Cứ là lâu qua nhìn cái xong liếc em có lấy cái tay á giả vô cái cổ em nè. Mày coi chừng tao á. Ghen với xăm mới đúng không? Nhưng mà hỏi chút cái là có nghĩa là thay tự, rất là hay tự biên tự diễn. Nhưng mà đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời anh ấy chắc chả bao giờ biết sợ một cái điều gì đúng không? Dạ sợ chứ, sợ dáng. Đó có nghĩa là cái phòng em là có cái toilet ở trong phòng luôn. Bữa thì đang đứng ngay cái tự nhiên ông nói rồi em hỏi cái gì? Ủa con dán trong toilet. Không dám bước vô toilet mặc dù đang rất là mát. Em đi vô thì em bóc con dán này em bỏ xong mới dám đi cho bả đàn ông nghe không à. Rồi còn cái gì nữa không, thật xấu gì nữa không? Là bạn này có cái xấu là hay xấu ngủ, nhiều khi đang ngủ các em kêu có việc gì đó, nhiều khi em sợ ma, em nghe tiếng gì lục đục giữa đêm các em khều, cái là cái gì là quạo với em rất là xấu ngủ. Còn hơn không vậy thì đợt đó tự nhiên ở nhà trong phòng em tự nhiên đâu có chuột con, em cũng sợ, mà tại vì em sinh em bé thì nhiều khi có mấy cái bài báo em đọc em thấy sợ chuột, nó nghe mùi em bé nó hay gặm em bé, em nghe lục đục các em khều, em nói trời anh thế xong rồi cái gì vậy đó, rồi đứng lên coi hình như có chuột hay sao á. Ôi ghê lắm, sao đứng anh cũng sợ chứ bộ. Anh còn quay mặt ở bên kia chùm cái mền lại ngủ để em điên lên không em hề ra luôn. Cái xong rồi em lại đi em khều là mấy lần nữa, cái lấy hồi mới đứng dậy em nói trời lỡ chuột lỡ ví dụ hả, ví dụ em nói giờ quạo vậy đó, em nói lỡ ví dụ giữa đêm mà ví dụ giờ em bệnh hay là ví dụ lỡ có cái chuyện gì trong này rồi xong kêu vậy cái quạo vậy đó hay sao. Em kể đúng chi tiết cái ơi thôi đi, có mấy đợt kêu giữa đêm hay phải quạo không. Rồi bây giờ tới phiên em đó Khánh, diễn đàn này bây giờ lật ngược lại tới em đó. Tật xấu của vợ em là hay nói xấu chồng mà nó xấu không chính xác. Không hề luôn. Đúng đặt, đúng đặt. Mới vậy nè. Đúng đặt luôn. Đúng đặt luôn. Kẻ mười mà dính có hả, hai ba cái à. Tức là viết thêm nữa. Chính xác còn viết thêm nữa. Thêm nữa. Kể như là em là người xấu lắm luôn á. Nhưng mà anh hỏi em nè, có phải là cái thú của vợ em là cái thú đi nói xấu chồng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đâu? Ở nhà em chịu đựng những cái mà không có ai hiểu, đâm ra bây giờ em gặp người ta em tức, em bức bố, em phải kể. Nhưng mà em vui không? Vậy. Nhưng mà em vui không? Vui. Vui. Rồi còn gì nữa Khánh? Ăn uống và mua sắm nha. Ăn thì ví dụ như là em muốn ăn không thì anh chở em đi. Thôi làm biến quá, đặt về. Ăn đêm á, kêu hang mập, sợ mập. Sáng uống giảm cân tối ăn đêm.
Không, có một bà chị khác hỏi Tú về cái việc giảm cân. Ok, thì bà này thì chửi bà kia, chị uống giảm cân mà chị không bao giờ chị ăn uống điều độ thì làm sao mà giảm cân được, chửi người ta. Sáng không ăn có sáng đâu. Mấy... chưa ăn ít thôi em ấp húp canh thôi, chiều ăn thôi em ấp húp canh thôi, có ăn khuya rồi ăn gì ăn phở ăn lẩu không có nữa, là cái hôm mà em ăn đêm là em xả, em đang xả thuốc em không hề uống thuốc em mà. Xả gì em xả toàn làng ghê ghê. Còn một cái gì mà thuộc về xấu không hay không nè, là có hay bỏ bê cái chuyện ấy không, nữa ấy nữa sao em hỏi ấy hoài vậy? Nó hỏi ấy hoài cái okay. Hai vợ chồng rất trẻ đúng dạ. Không rất trẻ cho nên là nó phải hừng hực lên mọi thứ. Đây hay hừng hực hơn em. Em nào cũng hừng hực hết trơn á, nhưng mà vợ em sao á. Sao? Như lúc này thực sự là em rất là buồn ngủ, giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ mà. Lắm. Em kiểu như mấy hôm nay em bệnh. Cái này em ngủ. Ủa em ngủ hả? Thôi dậy giỡn chút chơi. Em giỡn thì em giỡn mức độ em thôi. Giờ em giỡn tới cái giờ đó. Thôi mình giỡn xong rồi thì mình vui xíu. Cho mình mệt mệt xíu. Nãy giờ không vui rồi. Hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không? Vậy đó, hay vậy đó. Nhưng mà vợ em bị con cái là quá mê điện thoại luôn. Kiểu như là đang cầm điện thoại chơi game nè, vòng chồng mà giỡn giỡn cười khều cái thôi em không thích. Em cứ khều tiếp. Thôi nha, em thích nha. Nhưng mà anh thích được rồi. Em cứ khều cái không thích nữa, cái em tuột hứng. Bị mất lửa rồi thôi em dùng quay bên kia, 3-4 giờ sáng rồi, quay khều. Anh, ngủ rồi hả? Anh ngủ hả? Muốn làm gì má? Muốn làm sáng muốn làm gì má? Thôi bây giờ quay trở lại, em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Vậy bà xã em hoàn hảo quá sao giờ? Em thì em không tự nhận em hoàn hảo gì hết, ai cũng có cái khuyết điểm thôi. Điểm như là cái mà em được ra là em chỉ mong muốn bạn này là kiểu như là bớt kiểu cái xấu ngủ là cái xấu ngủ đó vậy thôi. Ôi, chứ không có cái gì chứ. Anh từng nói là cái xấu đó là bản chất của em, cái bản tính đó giờ vậy rồi em biết mà sao sao. Một cái nữa là giận cá chém thớt. Từ lúc cứ giờ em không có rảnh em cãi lộn luôn á. Kiểu như em kiểu thôi, kiểu mỗi lần bắt đầu gây nhau là em sẽ im lặng. Bạn này á không to tiếng, nhưng mà khi bạn này kiểu như bạn này bực mình hay là bạn này giận cá chém thớt, bạn này sẽ nói ra những cái câu nói rất là có nhiều khi là em bị tổn thương. Nó có một cái nguyên nhân, tức là bạn này thực ra cái lứa tuổi em phải cho bạn sống đúng lứa tuổi của bạn. Dạ, đúng. Chứ bạn không thể nào sống vượt lứa tuổi chính của mình xác. Được. Cho nên nói gì thì nói, có nghĩa là khi mà bạn có chững chạc mấy đi chăng nữa thì vẫn bạn mà. Vẫn là lứa tuổi này. Dạ, cho nên nó vẫn phải có những cái gọi là đặc trưng của lứa tuổi đó. Dạ, đúng rồi. Thì thường á là vậy đó, nhưng mình kèm không được á, nhiều khi mình cũng bí văn nữa, bí văn á mình nói những cái từ ngữ hoặc là những cái vấn đề nó sẽ làm tổn thương cái người phụ nữ, tại vì lúc đó mình nóng quá, mình nói cho đã nư mình mà mình quên đi cái vấn đề đó, thì cái đó là nên đổi. Cho dù bạn ở lứa tuổi nào cũng vậy, bạn phải bỏ ngay và liền cái việc đó. Giỡn nhau thì được, giỡn nhau xuống mày tao chỉ tới đúng không? Dạ, đúng. Nhưng khi bắt đầu mà vô cái vấn đề nó nghiêm túc rồi mà mình tổn thương cái người phụ nữ không bao giờ quên được. Cái hoàn cảnh của hai đứa bây giờ á, tức là hiện giờ mọi thứ đang tận hưởng cái cuộc sống này. Tại vì mọi thứ nó còn quá mới, quá son. Thực sự bây giờ là đang yêu mà yêu dễ sợ lắm. Chỉ muốn là lúc nào cũng vậy giỡn thôi. Bạn vợ bạn cực kỳ duyên dáng, là nó nghiêm túc luôn, rất là duyên luôn. Và cái cá tính này là thực sự là Khánh yêu là đúng rồi. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng duyên dáng như thế này mãi nhé. Dù là thời gian có là bao nhiêu đi nữa cũng luôn luôn vững vàng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất một là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á, con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á, và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ, con tên là Nguyễn Ngọc Huyền, con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào?
Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Gặp nhau ở đâu? Lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con, tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy. Thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bằng Dũng này không? Vâng, có ạ. Thế cuối cùng ai là người ai huấn luyện đó con? Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. Con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con, thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà sao con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc từ xa là con đã nhìn thấy là có một nhưng con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Lúc đá bóng là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Có thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thiếu nhau. Cái này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy nhanh hơn thằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Có kèm thêm cô gái nào khác không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Thế là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Sao vậy? Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa. Là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy, trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì. Có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch. Thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu. Chị chỉ làm cổ vũ thôi. Đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập. Hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ có số điện thoại con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới tỏ tình. Kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không?
Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích, thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng, xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, cứ mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm gì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cứ thế con, này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là từ lúc đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Rồi đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền? Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Nó kinh lắm. Ui cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Sau này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10, thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa 12 giờ trưa thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ thế nào lại ai tỏ tình mình, là con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng tức hoa là... cho các bạn nữ. Bọn con trai ấy là nó xếp hình trái tim. Vâng. Chắc ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy ông lập trình mà. Là tỏ tình là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập thể. Đấy, bây giờ con nói đi. Đấy, vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thầy là bệ đỡ, gọi background của đúng thầy hôm nay thầy xem thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký. Thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thì thầy đang yêu chồng, quá. Chồng con mới đăng ký luôn. Thế là lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu. Nên là cậu đừng có sợ. Có nghĩa là tỏ tình như chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình. Nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú. Bạn ấy vẫn run run này này trong ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, mông. Tại vì biệt danh của chồng con là mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một... thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Ôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đấy. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con
con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Ừ. Đấy thế. Đấy. Đấy, coi như là chơi liều. Vâng. Thực ra là nhiều. Những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và liền. Từ chối luôn. Thế cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay. Hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 con nhạn, cả thậm chí cả chục con nhạn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời tại vì giữa trưa các bạn, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Đấy, kinh chưa? Em ơi, em thấy Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật ý. Quá tinh cường. Hả? Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ, đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt. Kiểu gọi chơi vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như là có nhiều chính thức công khai luôn. Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ nữa. Lúc đó là tỏ tình là thiệt tỏ tình. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Ừ. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng xong gọi con đi chơi thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong đến lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, nó bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một mà. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Nên con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi đó. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Như là chính thức, coi như là yêu nhau. Là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa, rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? Bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn có em bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn đi. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đang linh đây. Nó đang thích rồi. Thịt nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Ông nhìn mấy mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ lên nghiệp lắm. Đấy, sẽ coi sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời đến với gia đình hai đứa. Dạ. Dạ. Con gái hay con trai? Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Con nếu mà nhưng mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ mình vào cái vụ kia đi chị. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai chưa? Em chưa. Ok. Con chờ thầy khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu. Không, con đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Cảm giảm. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy.
Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói, hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ, ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, kiểu cái này em không thiếu đâu đấy. Thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy đấy, hay cảm giảm. Vâng, với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng, quá chi tiết. Ừ. Đúng ạ. Vâng, tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng, thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai, con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ, hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế, thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm, đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đó không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con vẫn thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm trong thể hiện tình cảm, xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, có thể hiện tình cảm về không? Còn vâng, kinh hơn nữa. Vâng. Còn kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chỉ sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ấy ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt, con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ quá vậy? Con không biết. Chồng chú thời đại. May có khi nào đang nói chuyện cái đó anh xin phép cô chú cho con thơm cái quyền hay không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng ạ, gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. Hơi nguy hiểm ạ. Ừ, có mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương. Cũng không đến nỗi là thật xấu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, lắm. Con biết. Thích lắm, mắt cái dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Đấy. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ, để nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Ừ. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa không? Phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế, thật chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Ừ. Đấy thì thế có gọn gàng chỉ không? Không? Cái là... cảm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao, tự con thú hả? Gì con tự thú rồi sao? Con định xin phát biểu, đến lượt con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn. Thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là... cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sửa. Thấy ổn rồi ạ. Để cảm làm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À, không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm. Thôi được rồi, để anh ấy khui. Ờ giờ tới con đó Dũng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút như kiểu bạn ấy vừa kể thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì? Thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mặt kép hành hạ con. Hành hạ con sao đó con? Con kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi, không chịu. Nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng đấy, thì con sẽ, thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ mà cái ly nước ở đằng đó đó. Khi bạn bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Có không? Có. Mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Hành hạ con. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy.
Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó thì con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là giống như ông ấy, sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây, rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng, con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi, tắt lần này thôi. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông ra nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông ra. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ bà nói sai sự thật. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao nó tiếp những cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói con có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11 12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi, mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Có khi nào bắt phải chở đi ăn. Có ạ. Hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt chở đi ra sơ cây mua nước xong về rơi luôn cái ví. Trời ơi, tôi riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng con nhỏ lên ban công. Đấy bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi thôi. Ra chơi con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, có một lý do hết sức rồi. Anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Thôi nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Không tương tác cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà đã đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước ạ. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là không con không nghĩ là thế vui hơn ấy.
Quấy vẫn vui, vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè, có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, mình tranh thủ không, đi. Thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi, nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa chứ. Không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì đấy, thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá, 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác. Hiểu không? Thế nên nó không muốn thay đổi. Dễ sợ lắm. Có thể là chú. Hay nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Rồi, tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết. Đúng không? Có khi là... cơ hội đó nha. Em dặn bố xem chương trình đúng không? Không đúng không? Nói chung là bọn con... kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy. Nên là con thấy nó vui. Với cả nó... chắc là nó cũng bền chặt. Nên là... Thôi. Cứ như này thì sẽ, con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. À, với lại là trong một bộ trang phục này, chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nha. Rồi, muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Cái trang phục này mà đứng lên nói. Đấy. Rồi, con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem với anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? À? Thương quá à. Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Vâng. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Rồi. Ok.